Mà em đọc văn hoa không thì là thiếu trong tủ đồ các chị mình nha. Đồ em này mặc đi chơi dạo phố cũng rất là xinh luôn ha. Hôm nay thì shop em đặc biệt giảm giá chỉ với 299.000 thôi cả nhà. Thay vì mình mua em này với mức giá phải tầm là hơn 400 khi mà qua trực tiếp shop, thì bây giờ mình chỉ cần đặt ở nhà thôi, không cần đi đâu hết. Bình luận mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Giao đến tận nơi và hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha. Em này là váy von nè. Một em đầm von dài như này, váy hoa dáng dài mà chỉ có 299.000 đồng thôi. Giá cực sốc cho các chị ngày hôm nay luôn. Đây, vào váy các chị xem nha. Đồ dài sẽ là ngang bắp chân của em. Bên trong đầm này sẽ có kèm lót, không lo bị mỏng. Đó, có túi luôn mấy chị coi. Xinh ha, cái màu rất là đẹp luôn á. Những cái em hoa màu đỏ như này mặc vừa trông trẻ trung hơn và trắng da hơn rất là nhiều. Có đủ size nha chị Ngọc My ơi. Em có size ML, XL và 2X luôn. Tức là bây giờ chị nào trong khoảng tầm 40-65 cân em sẽ có hàng cho mình nha. Trước mắt mình vui lòng đặt mã số và giúp em. Thì váy em mặc đây sẽ có mã là 1492 nha cả nhà. Với thiết kế là cổ tròn, nạt tay ngắn. Phần eo cũng sẽ có may là chiếc eo cao khi mà cái chị diện vào ha. Để em đứng xa mình coi em thay đôi guốc một chút xíu nha. Này, khi mà cái chị diện cái mẫu này vào cho em nha, nhìn cái dáng người của mình nó sẽ trông cao ráo hơn. Đó là vì nè, em mang cái eo cao phía trên nè, nhìn cái chân của mình dài hơn, là tự nhiên dáng người mình nhìn nó sẽ trông thon gọn và cao ráo hơn rất là nhiều. Mà em này cũng che bụng cực kỳ tốt luôn. Và em không có màu khác chị, 14926 chỉ có đúng một màu duy nhất như thế này thôi. Nhưng mà đảm bảo luôn là mấy chị mua em này là không bao giờ thất vọng. Mặc đi chơi, đi tiệc, đi du lịch xuất sắc cho em nha. 299 với chị dâu tây. Chị yêu nào chưa có bình luận ngay bên dưới giúp shop ạ. 1492 cộng số điện thoại. Em này là váy von nha cả nhà. Von hoa và nó sẽ có những cái sọc ở phía trên đầm như này luôn. Đó, rất là đẹp mắt nha. Mẫu này che mặt mát, vải mát, nhẹ, thoải mái ha. Vải này cũng ít nhăn. Nhà rất là ít khi bị nhăn nhầu luôn. Mua những em váy này về mình đỡ tốn cái thời gian ủi đồ, giặt phơi nó cũng nhanh khô. 299.000 chị, tại shop em đang bán 450. Ngay bây giờ luôn, chị nào mà không đặt trên line này, mình qua trực tiếp shop, giá vẫn đang 450. Trong khi bây giờ đặt hàng luôn thì sao ạ? Ưu đãi còn 299.000 đồng cho các chị yêu thôi. Váy von dáng dài nha, chốt mã giúp em 1492 nha chị Linh ơi. Mẫu đang mặc trên người em là 1492, với chất liệu là von nha, hai lớp nè, hai túi cho các chị luôn nè, khóa sau. Giá mà thị trường bây giờ một em đầm giống như em đang mang, không nói là màu sắc nha, kiểu dáng ví dụ như là váy von xòe đi đó, kiểu như vậy cũng phải tầm 500-700. Nhà em lấy giá 299, kiểm hàng trước thanh toán. Mua váy nhà em mình không những là yên tâm về cái giá tiền mà còn yên tâm về cái chất lượng luôn. Mình được kiểm tra hàng nha. Em giao đầm tới nơi, cái chị mở ra xem thấy đúng như cái đầm em đang giới thiệu thì khi đó mình mới trả tiền cho em, chứ không yêu cầu khách chuyển khoản gì cho em trước hết. Đó là một số chị khách nhà em rất là yên tâm khi mà mua đồ là vì lý do này. Nhận hàng trước khi mà cái chị trả tiền ha. Và mình được hỗ trợ cho cái chị là xem hàng nha, không chuyển khoản chị. Dở trên live giới thiệu sao nhận giống vậy cho em đó. Giá tiền em báo rõ luôn. Như cái váy này đang sale còn 299 nè. Đó, thì khi mình nhận hàng mình trả cho em là cái tiền đồng đó, cộng thêm phí ship nếu có. Thành phố Hồ Chí Minh ship tất cả các quận đồng giá 20.000, ship tỉnh có 30.000 đồng thôi mấy chị. Còn chị nào muốn được thêm cái chương trình free ship thì có thể gộp đơn cho em từ 600 nha. Em này mặc đi đâu cũng thấy đẹp, lên là thấy trắng da rồi. Với cái hoa đỏ này các chị xem xuất sắc không. Có 299.000 đồng thôi mà em nói cái đầm chất lượng cực kỳ luôn. Nhận hàng kiểm tra cho em và chắc chắn các chị sẽ hài lòng. Ở ngoài nhìn cái váy nó còn đẹp hơn trên like cơ. Váy em mặc đẹp, chị mới nhận hàng đó. Khách em vừa review xong, cả nhà yên tâm chưa? Nếu như hôm nay chị nào là khách mới, mình cứ thử mua một váy đi. Đặt thử một váy cho em xem xong là lúc nhận hàng nó có đúng như em giới thiệu hay không ha. 299.000 đồng dành cho chị nào chia sẻ like này của em 3 lần nha cả nhà ơi. Lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm. Đầm em mang đang có 4 size để các chị lựa chọn luôn ha. ML, XL, 2X em có tới 4 size. Chị yêu nào 40-65 cân cho em mình cứ chốt ạ. 1492 kèm số điện thoại đầm von, một màu duy nhất và dành cho khách mua trên line sẽ được sale còn 299 nha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. Em mặc trên người là 1492 nè. Và có chiếc eo chị, đây là chiếc eo cao, che bụng nha, có bụng không la lộ đâu. Váy này lên form che khuyết điểm cũng rất là tốt luôn. Vải siêu mát luôn chị ơi, mặc siêu êm nha. Nhận hàng cứ kiểm
kiểm tra cho em. 1492 cộng số điện thoại nha cả nhà. 299.000 dành cho khách mua trên line ngày hôm nay nha. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà. Một em váy lụa mango rất là đẹp cho các chị mình luôn ha. Mẫu em mặc trên người có mã số là 1525 nha cả nhà ơi. Giá ngày hôm nay chỉ với là 319.000 đồng thôi là mình đã có thể sở hữu được một kem váy lụa siêu phẩm như này. Chất rất là mềm mặt mát luôn. Hoa văn màu sắc thì em thấy là nhẹ nhàng, dễ mang, không có làm cản da cản tuổi. Nhất là các chị trung niên mặc lại vô cùng hợp luôn nha. Đây là form váy nhà em may nè, form xòe ha. Có túi hai bên cho các chị mình luôn. Mã số sản phẩm là 1525. Chị nào ưng thì bây giờ lên đơn sớm giúp em ạ. Đặt luôn trên like để được nhận giá sale nha cả nhà. Tại vì em vẫn đang bán tại shop mẫu đầm này, mức giá sẽ là 450.000 đồng. Tuy nhiên khách mua trên like thì chỉ cần bỏ ra 319 thôi. Với lại cho em 3 lần chia sẻ là mình đã được chốt đơn rồi ha. Cố gắng mình đặt sớm giúp em. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. Giá sale còn 319.000 á chị Dung Trần. Cái này em đang giảm giá nè. Nếu mà chưa giảm á là cũng hơn 400 rồi. Đó, giảm rồi còn 319, siêu rẻ cho các chị mình luôn. Để em xem có size nào gần hết không. Rồi em còn đều 4 size nha. 1525 em còn đủ size cho mình lựa chọn luôn ạ. Từ 40 cho tới 65 cân là vừa nha cả nhà. Thiết kế là cổ vuông nè. Tay ngắn cho các chị mình ha, phần eo được chiếc eo cao nè. Đó, form váy xòe dài may kèm cho các chị mình là hai túi nữa ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ạ. 319.000 nha chị Minh ơi, siêu rẻ luôn á. Giờ chị đặt trên like em mới chốt đơn được cho mình, chứ mua tại shop là giá nó vẫn hơn 400 cơ. Chị nào qua trực tiếp cửa hàng em giá vẫn hơn 400.000 đồng. Nhưng mà đặt ở nhà thì khác ha. Xem like đặt hàng của em thì lại được ưu đãi chỉ với 319 thôi. Chưa nói tới là tổng đơn hàng hôm nay 600.000, các chị còn được free ship nữa nha. Tổng đơn 600.000 đồng bên em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các chị luôn ạ. Em mặc trên người sẽ là 15. Dạ đúng rồi chị ơi, đây 11525. 1525 kèm số điện thoại cho em ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ạ. Lụa nha chị, vải này dày dặn không có bị à. Không có bị là bị nhăn nhầu gì hết trơn á, mình giặt tay giặt máy được cho em luôn ha. Đang sale còn 319 là chị Uyên Nguyễn có đơn nè. Size 2X được không em? Có chị yêu ơi, 4 size luôn. Em đang có đủ size cho mình từ M cho đến là 2X. Tức là chị yêu nào khoảng 40-65 thì em đều có size nha. Bây giờ đo cho em đi. Cân nặng nè, chiều cao, số đo 3 vòng. Sau đó bên em sẽ chọn cái size vừa đẹp cho mình. Rồi em sẽ giao đến tận nơi và các chị sẽ được kiểm tra hàng. Dễ ha mấy chị ơi, đặt trên like rất là dễ luôn á. Bỏ ra có mấy giây chia sẻ like thôi là đã chốt đơn được rồi. 1525 cho em ạ. Chị nào chưa có mẫu này nhanh tay giúp shop nha. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán ạ. 319. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà ơi. Em mặc trên người là 1525 ạ. 1525 cộng số điện thoại cho em là được ha. Giá sale rồi chị, chỗ chưa sale em này 400 mấy. Mà thật ra cái giá đó là khách em cũng đã nói là rẻ rồi á. Hướng hồ chưa, hôm nay em sale cho mình có 319 thôi. Size L74 cho em chị ơi. Đầm này không có chiếc eo ngang. Em sẽ nhúng ly cho mình 2 ly trước và 2 ly sau. Sản phẩm vẫn có độ xè cho mình, đảm bảo che bụng nha. Chị nào dán tròn cứ yên tâm lựa chọn. 1525 cộng số điện thoại cho em ạ. Đang sale còn 319.000 nha cả nhà. Cố gắng mình đặt sớm giúp em ha. Mã sản phẩm với số điện thoại nè. Dạ đùi chị yêu ơi, mình đặt trên like em sẽ giao đến tận nơi và hỗ trợ cho cái chị yêu mình là xem hàng trước thanh toán luôn ha. Mã số là 1525 nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1525 nha cả nhà ơi. Chất liệu
là lụa mango ạ, một lớp hai túi, vòng đầm dài cho em đặt qua gối nè, khóa kéo ống đường máy phía sau lưng hẳn. À, cổ vuông chị, đầm này cổ không hề sâu, em thấy rất là dễ mang cho mình luôn. Đây cái phần cổ áo nè, cực kỳ vừa mang, không hề sâu, không hề khó chịu. Đang giảm giá luôn chị, ngay bây giờ luôn, chị nào đặt hàng em giảm còn 319. So với mua tại shop thì trên line giá rẻ hơn quá trời rồi, nên là mình cố gắng mình đặt sớm giúp em ha. Giao hàng toàn quốc nha chị Hồng Trinh, nên mình ở đâu ạ? Em sẽ giao đến tận nơi, mình chỉ việc ở nhà chờ shipper alo cái là ra nghe, ra nhận hàng. Đó, giao đến tận nơi hỗ trợ các chị xem hàng trước thanh toán nha. Mã sản phẩm giúp em 1525 kèm số điện thoại cho em là được nè, quá xinh luôn. Chốt đơn nhanh tay để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nữa ha. Giá đang sale chị ơi 319.000 nha. Mời em váy von hoa cho các chị mình, mã số là 1523. Em này cũng là siêu hot của nhà em luôn, mẫu mới nhặt nằm trong bộ sưu tập mới về, giá là 319.000 như chị Cẩm Nhung, và duy nhất chỉ có ở trong bài livestream này thôi. Nên nếu như chị yêu nào thật sự là thích cái sản phẩm của em thì ngay bây giờ phải đặt hàng liền ở phía dưới. Ngoài livestream nè, giá không giảm nha. Nếu như chị nào qua trực tiếp shop thì em váy này vẫn có giá là hơn 400, còn bây giờ xem live đặt hàng thì sao ạ? 319. Giảm thử cho em coi là tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi. Mã sản phẩm cho em chị ơi, em mặc trên người là 1523 nha chị. Đầm này của em chất liệu von, rất là mềm mại và thoải mái luôn. Hoa văn mình xem gần cho em sang lắm luôn đó mấy chị ơi. Có sẵn hàng nha chị, đặt là em giao liền chị nha, chị Thúy Nguyễn ơi. Đặt trên like em giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán ạ. Mẫu này của em sẽ có thiết kế là dạng von hoa 3D. Ở trên đầm các chị thấy nó sẽ có hoa ẩn và hoa hiện, chứ không phải là nó in đều như nhau nha. Nên là khi mà nhìn ở ngoài, các chị sẽ thấy được cái chiều sâu, nhìn đồ rất là hút mắt luôn. Mà giá thì chỉ có bao nhiêu ạ? 319.000 thôi. Hai lớp cho các chị mình nè, khóa kéo ẩn được may phía sau lưng. Em mặc trên người là 1523 nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có mẫu này, tranh thủ mình đặt sớm giúp em ha. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán ạ. Em mặc mã số là 1523 nha cả nhà. Size M, size L, XL và 2X nha. Cứ 40-65 cân cho em là vừa đẹp nè, dễ thương lắm. Nhận hàng, đặt hàng trên live giao đến tận nơi luôn. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được rồi. Em mặc đây, dạ váy von chị, tuy nó không có độ co giãn quá cao, nhưng bù lại thì em này sẽ có size. Em may tới 4 size cho mẫu váy này lận ha. Em có M, L, XL và 2X luôn. Đó, vậy thì chị nào 40-65 cân cho em mình cứ đặt hàng nha. Mã sản phẩm vào cho em, lấy mẫu nào thì cứ bình luận bên dưới giúp shop ạ. 1523 nha cả nhà ơi, 1523, dễ thương ha. Váy dài, em cao 1m6, mình thấy không? Form đầm dài cho em là qua gối, ngang bắp chân, không hề ngắn một chút xíu nào luôn. Đang sale chị ơi, nếu như chị muốn mua được cái giá mà 319 em đang giới thiệu thì mình phải đặt ngay trên like của em. Tại vì kết thúc live stream, giá của nó sẽ mặc định trở lại là 450.000 rồi. Đó, trong khi bây giờ cái chị yêu đặt luôn thì sao ạ? Có 319.000 thôi. 319.000 đồng mà em nói nhận cái đầm thích thật sự luôn. Vải mềm, hoa văn màu sắc rất là sang trọng, form xòe che dáng tốt nè. Đó, mặc lên một cái là thích liền, nhất là cái chị trung niên cực kỳ phù hợp cho em nha. Mua mặc hay mua tặng thì cứ chọn cho em mẫu này ạ. 1523 nha cả nhà, ML, XL và 2X nha. Dạ 40-65 cân vừa như chị Ngọc Trinh ơi, em có đủ size cho mình lựa chọn luôn. Chị yêu nào từ 40-65 cân cho mình cứ chốt ạ. 1523 kèm số điện thoại, cổ tròn, tay ngắn. Phong đầm này là phong đầm xòe. Chị yêu nào mà dáng tròn, mình không tự tin để mặc body thì em này ok. Đó, phong xòe che bộ, em đứng nghiêng mà xem nè. Độ phong xòe ok, ổn áp ha. Mặc lên là che dáng tốt nè. Phần chân nó cũng là dài qua bắp chân của em luôn rồi. Tính ra thì mẫu này nó cũng đã gọi là gần như là tuyệt đối che hết khuyết điểm cho mấy chị luôn. Chị Nguyễn Quyên lấy 1523, còn chị nào nữa không? Nhanh tay đặt ngay để em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ha. Đừng quên chia sẻ like cho em nha, mỗi chị 3 lần. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm giúp em là được ha. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em nè. Váy form được may 2 lớp, chị nào sợ mỏng thì yên tâm, đầm này không hề mỏng. Dạ, được chị, em giao đến tận nơi, mình ở đâu ạ? À? Nhà em là giao hàng toàn quốc luôn mà, ở đâu cũng giao đến nơi hết. Ship thành phố là 20.000 đồng, ship tỉnh sẽ là 30.000 đồng.
cho các chị mình ha. Nếu mà đơn hàng hôm nay 600.000 thì các chị sẽ được miễn phí vận chuyển nha. Đó, chị nào muốn được gộp đơn cứ ráng gộp cho em, muốn được miễn ship thì cứ ráng gộp cho em 600. Đơn hàng từ 600 bên em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nơi cho các chị mình luôn. Em mặc trên người đây sẽ là 1523 cả nhà ơi. Em mặc trên người đây là 1523, chị nào ưng thì chốt đơn sớm giúp xó bạn. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình luôn nha. Mẫu đang mang có size nào em? Dạ có 4 size nha chị ơi. Mẫu đang mang sẽ có 4 size để các chị lựa chọn luôn. Em có size M, size L, XL và 2X. Đó, cứ 40 cho tới 65 cân cho em là sẽ vừa nha. Đang form dài cho em rất là xinh luôn ha. Cổ tròn, tay ngắn ạ. Đầm này thích ngắn mình có thể lên like nha chị ơi, yên tâm không bớt form đầm đâu. Giảm giá còn 319.000 đồng, áp dụng cho khách đặt ngay bây giờ cho em luôn. Bình luận mã sản phẩm kèm số điện thoại sẽ có nhân viên tư vấn size cho các chị mình ha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà. Cố gắng mình đặt sớm giúp em, mẫu đang mang sẽ là 1523. 1523 kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. 40 tới 65 cân là vừa ạ. Một em đầm đuôi cá màu rất là trẻ trung cho các chị mình, không thể nào bỏ qua nha. Chị nào muốn trẻ trẻ một chút xíu, trắng nhau một chút xíu thì chốt ngay cho em mẫu váy này luôn. Quan trọng là hôm nay cái giá tiền với chị ơi 169.000 đồng. Cả một em đầm von hai lớp nha, form nè. Có cái đuôi cá bên dưới rất là xinh đúng không? Rồi cỡ tròn cho em, tay ngắn nha, em này có túi luôn, may kèm hai cái túi hai bên cho các chị đây. 169.000 đồng, không thể nào tin được, thật sự luôn. Khách quen nhà em mua mẫu này cũng phải 300, 350. Ngày hôm nay giảm giá 169k nha. Chị nào ưng ý thì đặt liền tay cho em ở bên dưới ạ. Em chỉ sale có vài phút ở trên line thôi nên các chị mình tranh thủ đặt sớm nha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Mẫu em mặc trên người đây sẽ là 1498 nha các chị ơi. Đây, dáng đầm dài vừa qua gối. Độ dài váy này em thấy thì rất là vừa mang, không bị là quá ngắn hay là quá dài. Ở đây em cao 1m6 nè, thì form vừa tầm là phủ gối của em ha. Chị nào ưng thì chốt liền bên dưới giúp xó bạn. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha, lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm ạ. Mã sản phẩm bên kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi, cố gắng mình nhanh tay giúp xó bạn. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà. Đầm em mặc trên người đây mã số là 1498 nha các chị ơi, 1498. Size M, size L, XL và 2X hành. 40 cho tới là 65 cân vừa đẹp cho em nè. Chị yêu nào eo dưới 84, 85 cho em mình cứ chốt nha. Có mã, có số điện thoại là có đơn cho em ạ. À, em mặc trên người là 1498 nha. Chị nào ưng cho em thì bình luận ngay ở phía dưới. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em là ok nè. Chốt rất là mềm luôn. Mặc thì thoải mái và nhẹ nhàng ha. Dạ có size chị ơi, em có size từ 40 tới 65, tức là 4 size. Em sẽ có 4 size để mình lựa chọn M, L, XL và 2X. Đó, bây giờ chị nào dưới 65 cân cho em thì mình cứ chốt nha. Có mã, có số điện thoại cho em là được. Ok chưa nè, cổ tròn cho em. Form rất là xinh luôn ha. Bên dưới thì nó sẽ xè chữ A, cho nên là mình đi đứng, mình di chuyển nó cũng rất là thoải mái, chứ không có bị là cái kiểu ôm bó hay là khó chịu đâu. Như chị khách là cứ sợ mặc body là nó bị ôm đúng không? Đây, phần chân các chị xem nè, di chuyển rất là nhẹ nhàng, không hề ôm bỏ gì luôn. Và vải siêu mát, chị nào thích những cái loại vải mềm nhẹ mát thì đây, tham khảo cho em cái váy von này, vừa đẹp vừa sang mà giá lại quá là rẻ luôn. Thật sự là so với giá bình thường hơn 300, hôm nay giảm có 169 thì các chị thử đi, có phải là gần nửa giá tiền chưa? Cho nên là mình tranh thủ đặt sớm giúp em ha. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Em mặc trên người đây mã số là 1498 các chị yêu nha. 1498 kèm số điện thoại cho em là ok nè. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà ơi. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em, size M, size L, XL và 2X nè. 40 cho tới 65 cân là vừa đẹp nha. Chị yêu nào chưa có thì bình luận cho em ở phía dưới nè. Mã sản phẩm với số điện thoại cho em ha. Giá đang sale sẽ là 100
69. Dạ màu này màu cam chị ơi, màu này rất là trẻ, màu này mặc cực kỳ trẻ trung luôn nha. Chị nào thích trẻ trung cho em thì chốt nè, 169 cam. Em chào chị Thu Hương à, không có còn nhiều nha cả nhà ơi, nếu mà suy nghĩ thì em sợ vài hôm nữa là không có hàng đâu. Chốt giúp em 1498 nha chị Mỹ ơi, đặt mã giúp em. Trời ơi, size còn hai mấy đơn thôi, em có 4 size cho bộ váy này và mỗi size chỉ còn đâu đó khoảng tầm trên dưới 20 đơn nữa thôi là chính thức cháy hàng rồi. Bây giờ chị nào ưng thì để lại thông tin liền tay cho em ở phía dưới. Đây sẽ là 1498 nha cả nhà. Em mặc trên người đây là 1498 nha. Chị khách nào chưa có mẫu này tranh thủ mình đặt sớm giúp em ạ. À, mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Chất liệu sẽ là von, hai lớp và có may kẹp hai túi cho các chị luôn. Hai lớp vai kèm hai túi, khóa kéo vẫn được may phía sau lưng của em ha. Để lại thông tin cho em chưa chị, size M eo dưới 68 giúp em là ok nha. Đó, chị nào ưng thì cứ chốt đi, bận size nào vừa sẽ có nhân viên tư vấn cho mình ạ. À.